Trong nước châu thổ chúng ta không ai tiếp như cụ cả. Nhưng tôi mách nhỏ với các bạn rằng tôi đến các bạn duy nhất chỉ có cá ngoài ao. Nhưng trải lưới bạn không có một nước cả. Trước phong ba bão táp bạn phải làm gì? Tức là cụ muốn nói đất nước lâm nguy các bạn làm gì? Nói đến ao là mệnh thủy, thủy là nước. Đổi sang quốc ngữ là tổ quốc. Từ ông cần là chính xác hơn, bởi vì trong cái thời cái lúc mà thực dân Pháp đang xâm lược với ta đấy, thì ông Nguyễn Khuyến đã sử dụng là tượng của ông cần nó chọc được. Lúc đấy ông cần là thể hiện là cụ đang xin lệnh của trời đất để chống lại giặc Pháp, phụ là để cụ tinh phù hộ cho các rất tốt. Bởi vì thực ra cũng có đi câu con không à? Không, đi câu chỉ là cái cớ thôi, mượn chuyện đi câu chỉ là cái cớ để thể hiện tâm trạng đợi thời đợi người, cùng mình đồng tâm hiệp sức hiệp lòng để ra giúp vua và giúp nước. Trên ông cần là chính xác hơn. Và lát nữa con ra tham quan ở ngoài kia có cái bia của Thụy Điển và khắc lại bài thơ Thu Điếu cũng ghi là ông cần. Rồi một phần quà dành cho tập thể lớp 11D, chúc mừng con rất tốt.
đứng sát vào rồi, ok. Mỗi lớp cách nhau 2 viên gạch. Đây, con đứng đây cho cô. 2 viên gạch. Đấy, con nhìn vào, mỗi lớp cách nhau 2 viên gạch. Bạn cầm cờ lưu ý, mỗi lớp cách nhau 2 viên gạch. Đứng sát vào cô không? Nhanh chóng nào. Con đứng cái kiểu gì, con đứng vào, đứng thẳng vào. Rồi. Văn Linh. Chúng ta làm thế nào? Hay quá. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh cho vô tình thương em như là em gái. La 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 la, marry me, just marry me. La 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 la, marry me, just marry me. La 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 la, marry me, just marry me. La 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 la, oh oh. Sáng thức giờ đi làm trên một đường, ăn chờ cùng ngày đêm muốn chung giường. Tương lai bao hứa cùng nhắm về một hướng, mà ta sẽ là cùng trời không có tầm nhường. Dưới nhau thì nhau cái gì khó quá cho qua, chuyện lớn hay chuyện nhỏ em cứ lo xa. Cứ để anh em không cần lo xa, giận cứ nói thẳng anh ra cho đá. Bao nhiêu anh đủ thôi đi nha. Đôi khi em muốn anh sẽ từng và thần thánh mang đi nó không về đất mà không cần trái vòng trắng. Anh sẽ cực nguyện vào vai chấn thành hại não sang đây anh chỉ để một người em luôn gần anh. Xem mấy bây giờ thấy rằng I miss you.